Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác, anh chị em và các bạn, thì hiện tại là cũng như anh Phận siêu mỏng và cũng như anh Tận này kia đó quý vị, và cũng như một số quý vị đồng đạo chúng ta có thể thấy rằng đó là bây giờ là một số cô bác cũng như là cô chú anh chị em đang đứng ở phía ngoài của hang, gọi là hang điện kính nha mọi người, hay là hang điện kính ở trên núi Cấm, và là một trong những hang mà có thể nói có một số quý vị chúng ta có thể chui đến đây để mà cũng như cúng viếng, và cũng như một số người thì đi khám phá này kia mọi người. Giờ đến đây thì có một cô thì đến đây thì cô cũng đến đây tới miền hang mà bây giờ cũng chưa lên được gì mấy mọi người, và bây giờ cũng đang kéo này kia lên không biết làm sao hết. Bây giờ cố gắng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, gắng niệm Phật này kia để mà cũng như hỗ trợ này kia, tiếp trợ duyên cho cô này kia nữa vậy. Thì có anh Tặng, anh Phận này kia quý vị siêu mỏng đó, cũng như một số anh chị em là đang ở đây để mà tiếp sức cùng với cô để mà kéo cô lên ha. Thì quý vị chúng ta khi mà xem rồi những video này đó thì có thể thấy rằng là những cái điều có thể nói rằng nó rất là đặc biệt, và cũng như không biết như thế nào cả gì mà tâm linh ha mọi người. Thì chúng ta hãy kéo từ từ rồi. Đây anh em đang kéo lên nè mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô lên được thì mừng quá luôn. Mừng quá luôn cô ơi cô. Như vậy đó. Đây là hang điện kính nha mọi người. Hang điện kính Núi Cấm. Núi Cấm thì có rất là nhiều hang. Đó là hang đại đẻ, hang điện 13, hang ông hổ, như là các loại hang khác rất là nhiều ha. Rồi, rồi. Vút tóc lên cái cô mới đậu lên. Đây cái mặt kiến lên giùm con. Rồi. Rồi mình vút tóc cái này. Rồi mình dòm cái máy giùm con nè. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video này ha. Rồi chúc mọi người chúng ta là luôn an lạc nha. Nam Mô A Di Đà Phật.